Rồi tiếp theo này, điểm đây là hợp cốc này. Bắt đầu mình dùng ngón cái tay bên kia này vuốt men theo ngón trỏ tay bên này này đến cái góc kẽ của đốt 1 và đốt 2 này, ấn thẳng vuông góc vào như thế này. Ấn cái này cảm giác nó đau và tức, ấn giữ như này, khi nào trong khoảng 1 phút khi nào thấy dễ chịu thì dừng lại. Hết bên tay này đau quá lại đổi sang bên tay kia. Giữ như này trong suốt hành trình. Rồi ok, cắt.